Mẹ đi làm xa, ở nhà chỉ còn có ba bố con, phải biết bảo ban nhau chứ. Bánh mì không ăn thì các cháu đưa cho bố hoặc nói lại với bố, chứ không được vứt ra như thế này, hiểu chưa? Bố cháu còn phải đi làm, phải kiếm tiền cho hai chị em ăn học. Cháu thương bố cháu lắm. Chúng cháu biết là bố cháu phải nhịn đói để mang phụ cấp về cho hai chị em cháu ăn. Ngày nào cũng thế. Nên hai chị em cháu mới nghĩ cách để bánh mì ra sân để bố tưởng cái bánh đó đã bẩn, không cho hai chị em cháu ăn nữa. Để bố ăn cho đỡ phí. Chỉ có cách đấy thì bố cháu mới chịu ăn, mới có sức đi làm. Chỉ cần bố cháu mạnh khỏe thì cháu ăn đòn nữa cũng không sao mà. Bố. Con gái của bố. Cho đời mong đến nơi.
phương.